Hôm nay thì mình sẽ đọc cái kỹ năng của con tướng, đó chính là Captain America. Đây. Reporting for duty. Bây giờ thì mình sẽ đọc cái đặc điểm của nó nha. Đặc điểm của con Captain America đó chính là ngôi sao tự do, là bị động. Sau khi Captain America dùng ném khiên sẽ tăng ngay 35% tốc độ chạy, duy trì 4 giây. Lần đánh sau thường sẽ nhảy tới mục tiêu gây gas cộng 100% công vật lý, điểm sát thương vật lý và choáng không dây. Sau khi thu hồi khiên, Captain America nhận khiên hấp thu 80 cộng 65% thêm công vật lý cộng 6% thêm giới hạn HP, 120 cộng 65% công vật lý cộng 7% thêm giới hạn HP cộng 65% thêm công vật lý cộng 8% thêm giới hạn HP cộng 65% thêm công vật lý cộng 9% thêm giới hạn HP. Điểm sát thương hiệu quả sẽ gây ra thay đổi ở level 1 và có thể lập tức sử dụng một lần truy kích nhanh đấy. Và cái chiêu đầu tiên đó chính là ném khiên, chủ động sát thương hồi 9,5 giây. Captain America ném khiên về hướng chỉ định khiến kẻ địch đầu tiên bị đánh trúng chịu 10 cộng 110% công vật lý, điểm sát thương và 30% hiệu ứng giảm tốc, duy trì 2 giây. Sau đó khiên sẽ đánh về một kẻ địch có HP thấp nhất gần đó, gây sát thương tương đương và hiệu ứng giảm tốc nếu kẻ địch đầu tiên bị đánh trúng ngoài phạm vi 700 đơn vị, sẽ chỉ gây ra 5 cộng 110 công vật lý, điểm sát thương vật lý và 15% hiệu ứng giảm tốc. Khi đánh trúng chướng ngại vật cũng sẽ sinh ra hiệu ứng. Chiêu thứ hai, truy kích nhanh, chủ động tăng tốc hồi 9 giây. Captain America tiến nhanh về, đấm mạnh về phía chỉ định 2 lần. Nếu đánh trúng kẻ địch thì mỗi lần sẽ gây ra 10 cộng 60% công vật lý, điểm sát thương vật lý và hồi cho bản thân 10 cộng 15% thêm công vật lý, điểm HP. Và chiêu cuối cùng đó chính là Tiên Phong Adventure, chủ động khống chế hồi 45 giây. Captain America lao động về hero chỉ định gây 50 cộng 25% thêm công vật lý, điểm sát thương vật lý và đánh bay xong đánh lại mục tiêu khiến địch chịu 125 cộng 120% thêm công vật lý cộng 12% mục tiêu giới hạn HP, điểm sát thương vật lý, đồng thời khiến kẻ địch xung quanh mục tiêu chịu 50 cộng 40 thêm công vật lý, điểm sát thương vật lý và hiệu ứng đánh lùi ngắn. Khi liên tục tấn công, Captain America bị khống chế và hiệu ứng miễn 80% sát thương nếu trong 3 giây sau khi kỹ năng chúng diệt được mục tiêu. Captain America nhận 0.5 giây, duy trì 70% tốc chạy. Khi Captain America tiến hành về phía mục tiêu để lại khu vực tồn tại 5 giây, Hero Famine vào khu vực này sẽ tăng 50% tốc chạy và duy trì 0.5 giây. Đó. Và phần trang bị của Captain America thì mình sẽ là full dam nha. Đấy. Và cái món đầu tiên đó chính là súng trường lượng tử. Món thứ hai, giày chạy bộ, là tăng tốc chạy là cộng 25. Món thứ ba, kiếm hạng quan. Món thứ tư là rìu bảo táp. Và cái món tiếp theo đó là đai hợp kim khôi phục sinh mệnh. Món kế tiếp là chú tệ bóng đêm, cường quá đến thường.
Con này thì full đam các loại nhé. Reporting for duty. Thôi, mình sẽ vào luôn trong game nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ quay lại với game, đó chính là Marvel Super War. Và đây chính là vị tướng Captain America. Đấy. Thì mình sẽ đi lên nha. Đấy, thì mình con này thì không cần bộ xanh cho lắm. Thì mình sẽ ăn combo đỏ trước nha. Đấy. Mình sẽ lên chiêu đầu tiên, đó chính là cái chiêu ném khiên. Đấy. Mình ăn xong bộ đỏ thì mình sẽ di chuyển xuống lên dưới. Đó. Bắt luôn này, á chà, yếu máu này, chơi bắt luôn, đó. Chiến công đầu dành cho mình. Đấy. Và mình sẽ di chuyển qua combo xanh nha. Đây, giờ mình sẽ nghe cái con cáo này hả? Đấy. À chà, thanh niên tóc biến luôn ạ. Thôi mình sẽ di chuyển qua ăn bồ thanh thôi. Con Captain America thì đội game mấy bạn sẽ farm thôi nha. Farm xong rồi là sẽ đi gánh team bạn. Đấy, chơi luôn này, bắn luôn bắn ơi. Thôi, và team bạn có con Ant-Man, đó chính là người kiến. Đấy. Người kiến team bạn đã nè vốn nhà hóa thành khổng lồ. Đấy. Thôi, mình sẽ bắt người kiến sau nha. Chơi bắn luôn, đấy, bạn chạy đâu bạn ơi. Đấy. Trong khi thì mình đang còn bộ đỏ nha. Đấy. Mình sẽ bắt luôn người kiến này. Đấy. Chơi mà luôn, đấy, chết luôn. Double kill dành cho mình. Đấy, đầu game thì mình được 3 mạng rồi. Đấy. Bây giờ mình đã ra xanh rồi nha. Team mình thì người sắt con báo đen đứng ở nhà hơi bị lâu hả. Thôi, có cả người kia Ant-Man nè bạn ơi, gánh luôn này. Mình còn chưa cố nha bạn ơi. Thôi mình sẽ di chuyển xuống đường dưới này, đường mid này. Đường mid tìm bạn ra đâu. Mình còn chưa cố nha. Để team mình xuống này mình sẽ gánh luôn này. Đây, con mồi của mình đây rồi, bắt luôn. Úi chà, thôi bắt con kia lại nhắm vô cái AD. Đấy. Chiêu cuối của Captain America nó sẽ hất bay lên. Đó. Nó sẽ chiêu cuối của con này rất là mạnh nha. Tết game thì con này thì cần cả tiêm hả, cứ là khỏe nha. Con này thì mình sẽ lên trang bị full dam hả, full dam cứ là khỏe, cứ là mạnh. À dạ, bảo đen team mình đã bị lên thớt rồi. Chơi luôn. Mình còn chưa có mà bạn ơi, đó, chết mà luôn. Đấy.
và chiêu cuối của Captain America nó sẽ hất lên và nó sẽ làm đối phương trên bản nó sẽ bị giật ngược về hả. Đây 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 đây, mình sẽ bắt luôn người kiến này, người kiến hóa nhỏ kìa, ấy bắt luôn, chơi bắn luôn. À chà, lại hóa thành khổng lồ à, bạn chạy đâu, mình có tốc biến nha bạn. Đó, người kiến thì cũng rất là khỏe nha, đấy. Mình sẽ chuẩn bị bắt luôn AD này. Mình sẽ di chuyển xuống đường mid. Đó, bắt luôn này, bắt luôn đường team bạn này. Đấy, chơi luôn này. Mình có ok. Mình bắt đường team bạn lại nhắm vào AD. Đấy, và AD và lên. Sắp mắn luôn. Thôi, mình sẽ ăn luôn con báo nha. Đây, mình sẽ lên bắt được cái bản này. Mình chuẩn bị đợi hồi chiêu cuối nha. Đấy. Bạn chạy đâu anh ơi? À chà, vẫn chạy được à. À, bây giờ thì mình đã được 5 mạng rồi. Con này thì không cần bộ xanh lắm à, mình sẽ chơi luôn, mình còn chưa có nhà. Ơ kìa, và đường nick của mình đường bị nát, ơ kìa nát luôn rồi. Thôi mình sẽ đơn cho bộ đỏ thôi. Và khi mà các bạn ném cái khiên thì nó sẽ gây ra hiệu ứng choáng đó, và nó sẽ cái khiên này nó sẽ bay ngược trở về đó. Các bạn được dùng 2 lần cái chữ 2 nha. Đó. Thôi mình sẽ lấy luôn cái trụ đường mid này. Ấy chà, người đá team mình vẫn rất là hay nha. Thôi mình sẽ lấy trụ thôi. Và trụ thì chiêu 1 thì mấy bạn vẫn còn ném được nha. Ấy chà, à, thôi. Ok, slow motion luôn. Ấy chà. Cái chiêu cuối của con đấy thì rất là khó chịu nha. Khi mà bị dính phải cái chiêu làm chậm là xác định luôn nha. Đấy, mấy bạn thấy nãy một pha slow motion của rừng tiên bản không? Mình bật chưa cũ lên nhảy rất là đẹp. Đấy. Và mình sẽ lên bắt luôn cái con AD tiên bản này. À, chơi bắn luôn. Đấy, mấy bạn thấy chưa? Nửa cây máu luôn. Và mình sẽ cướp luôn con bùa đỏ này. Con America này thì mấy bạn lên full down nha, lên full down nó rất là mạnh. Đấy. Mình còn chưa có bạn ơi, đó. Còn bạn nào mà muốn đi solo lane thì lên đồ cách khác nha. Lên tăng cũng được hoặc là lên down cũng được nha. Đấy. Lên tăng thì đi solo lane thì rất là khỏe hả. Đấy, bắt luôn, mình chưa cũ luôn này đó, mình cứ ném cái kia chưa một ra rồi xong bật chưa cũ luôn đấy. Bây giờ là Captain America, bây giờ là kênh cả thế giới luôn này. Khi mà đã săn rồi bây giờ là kênh cả team. Mình sẽ chuẩn bị bắt luôn người kiến này. À, chiêu 2 này, ấy chiêu cuối bắn luôn này, đó chết luôn. À chà. Bị bó đen kẽ luôn.
thôi. Chữ một thì mấy bạn có thể ném vào trong chủ cũng được nha. Đó. Chữ một thì nó sẽ tác động lên chủ. Thôi, mình ăn cái bó tiếp thôi. Đó. Đây là chính là con bó thứ hai của mình. Bây giờ mình sẽ lên gạch tiên bản luôn. Đây, đây 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 mình sẽ bắt luôn, chuẩn bị bắt luôn AD này, mình ăn combo đỏ trước nha. Ăn xong combo mình sẽ lên gánh luôn AD. Đây đây thanh niên đại gia chủ lên A có cả rừng luôn này. Mình sẽ chơi vào luôn. Bắt AD trước. Thôi mình sẽ bắt AD này, đó. Chơi luôn, mình sẽ kết luôn cả rừng này. Đó. Con này thì đã full đa một kênh 2, kênh 3 rất là dễ nha. Bây giờ mình đã được 11 mạng, hỗ trợ 3 mạng liền. Đấy. Đấy, mình sẽ lên gánh luôn. Đấy, cái tỏ đi lẻ này. Mình còn chưa có mà bạn ơi. Chơi luôn, đó. Nửa cây máu luôn, chơi luôn. Chiêu 2 này, đó. Khi mà cái khiên nó quay trở ngược về bạn thì mấy bạn nhớ sử dụng luôn nha. Đấy. Thôi, mình sẽ lên lấy luôn cái chủ nhà thôi. Còn AD thì bạn thì thôi, mình mặc sát luôn. Đấy. Mình vẫn còn chiêu cuối. Chiêu cuối luôn. Ở kia lại là cái chiêu slow motion nữa rồi đó, pha chiêu cuối của America nhảy pha rất là đẹp. Thôi 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 thôi. Thôi mình sẽ bắt luôn AD này. Mình ăn luôn combo xanh đã. Đấy, còn AD mình sẽ bắt luôn. À, bạn chạy đâu mình sẽ chặn đường bạn luôn. Mình còn chiêu hai này. Kêu cuối mà này à, thanh niên lạc loài. Bắn luôn cái chỗ chết luôn. Đấy, mà bạn thấy Captain America chưa? Đấy, gọi là khỏe luôn à, bắt luôn đường trên bản này. Trời ơi, úi trời ơi, lại là cái chiêu slow motion nữa. Úi trời ơi, chưa làm chậm mới là khó chịu. Mình còn chưa cuối mà bạn ơi, bạn chạy đâu, chết luôn. Mình không còn nhìn chưa cuối ấy, dù chưa một thôi là tiêm rừng. Rừng tiêm bạn đã chết luôn. Thôi, mình sẽ ăn luôn cái con quỷ vương này nha. Đấy. Ăn xong mình sẽ triệu hồi luôn. Bắt luôn. Đó. Chết luôn, đấy. Một chiêu cuối một mạng này gọi là mạnh. Và video của mình chơi Captain America đến đây là hết. Và mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và đừng quên bấm vào cái chuông thông báo để có video mới nhé. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
một ý nữa, em đang đưa tay và hứa sẽ mang yêu chúng em đến từ khi em qua nơi này. Lòng em thì vui, nhưng dù nơi em vẫn chưa vơi. Còn anh bán tiếng ca vui cười thì em mong yêu vui tới nay. Em yêu ngày mà anh mất chỉ là anh nghe là bao nhiêu thì say đắm, không như gió ngày sau qua. Hãy đưa đôi tay anh nắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trăm lần. Hãy đặt bờ môi lên bờ môi đẹp đang nhắm. Thế nhìn em lãng xa anh quá lạnh lùng, vì nhỏ nhưng sao lại giống như một cách xa nhiều đêm nữa. Chúng thành sang cho anh yêu sớm như ngày đâu vui đều chẳng lại buồn. Và điều anh nghĩ là sai hay là đúng, chỉ là đang mới chân lo. Anh mong em muốn thay đổi vì anh đã quá em với mọi sự. Vì anh sẽ không quên em chỉ còn là anh đâu có. Vì mà anh chẳng thể tin tưởng. Vì sao không nghĩ gì, vì sao anh cứ đánh chị. Lệ hồng tay khuyến mì gió đông xa, lành bắt con tim. Nhưng mà anh sẽ lại cũng chỉ là khi yêu đương. Người yêu ơi,